Đây là một nhà hàng rất tuyệt vời, nằm ngay trung tâm của Eo Gió, xã Nhơn Lý, tỉnh Bình Định. Nhà hàng có thiết kế kiểu địa trung hải, có view nhìn ra biển và nhìn ra khu FLC Resort Luxury Bình Định rất đẹp. Nhà hàng có phòng điều hòa riêng và đặc biệt có không gian rất tuyệt vời, được thiết kế rất tỉ mẩn, chu đáo. Đặc biệt đồ ăn ở đây rất ngon, hải sản tươi sống, giá cả hợp lý và có đầy đủ các loại hải sản rất phong phú, được chế biến rất ngon. Đặc biệt ông chủ nhà hàng anh Thao rất nhiệt tình, chu đáo và quan tâm đến khách hàng, quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Bạn hãy đến và thưởng thức nhé.